Chào tất cả các bạn, quay lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình không clip này hả, không bán hàng gì hết nha. Clip này thì làm để chia sẻ, nói chung là chia sẻ kinh nghiệm thôi. Hay là mà cũng chả phải chia sẻ gì nữa. Nói chung là hôm nay mình vừa vệ sinh được một con DDL2 này. Trước mình cũng vệ sinh một con DDL2 nên thế này mình cũng làm clip rồi. Nhưng mà tự nhiên mình đụng tới cái dòng này sao tự nhiên mình thấy mình thích quá. Nên mình cũng muốn làm một cái video để thứ nhất là để lưu lại những khoảnh khắc mình làm, mai mốt mình có bữa là mình coi mình vẫn thấy nó tôi thích, thứ hai là cho các bạn coi giải trí cho vui, chứ trong clip này thì không bán hàng gì hết nha. Rồi thì trước khi mở video thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like, subscribe để tạo động lực cho mình làm video đó, như vậy thôi. Thì các bạn like càng nhiều, ủng hộ mình càng nhiều thì mình động lực mình sẽ càng nhiều và mình sẽ đầu tư trang thiết bị để mình làm những cái video chất lượng tốt cho các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn. Đây, thì đi bãi thì lâu lâu thì cũng nói chung là cũng gặp những con máy vậy nha các bạn. Ở đây thì mình nhập lại của lái Sài Gòn thôi, chứ còn mình thì thật sự đi bãi thì mình không có tìm được những thứ này đâu. Thì nhập từ lá Sài Gòn thì bữa nay các bạn hiểu rồi, những con máy DDL hay những con máy đẹp như thế này rớt xuống bãi, các bạn chạy tới các bạn lượm đưa lên không dưới 2 triệu nha, và không biết sống chết đó nha. Chứ còn người ta ví dụ như người ta đưa con này cho mình 2 triệu mốt, 2 triệu 2, nhưng mà con này chạy ok, bao sống cho mình test ok thì không nói rồi, đó là một vấn đề không nói rồi. Nhưng mà đối với những con máy mà kiểu như mù tịt như thế này lượm về thì cả là một vấn đề nha các bạn. Đó. Thì vì sao mà đó là, nói chung là anh em thợ thì chấp nhận cái rủi ro đó, còn các bạn mua hàng thì đã được những anh em thợ đã bào hết cho các bạn rồi, nó lo hết cho các bạn việc sống chết của máy rồi. Đó. Còn khi nào mà người ta bán cho các bạn với bán xác thì nó khác nha. Còn người ta đó đưa lên một cái sản phẩm ok cho các bạn thì người ta đã bao cho các bạn hết rồi, mình cũng vậy đó. Thì hôm nay mình xin mình lắp ráp con này thì mình cũng nói luôn, mình chia sẻ cho các bạn một số thông tin như vậy đó. Thì trước khi mà đầu tiên thì con này là con này sử dụng cơ chế 3 búa nữa các bạn. Cơ chế 3 búa của nó này, đó các bạn nhìn 3 cái tay này các bạn, đó. Thì nó sẽ khác những cái búa thông thường. Búa thông thường là hai búa thì nó sẽ có hai búa ấy, còn 3 búa nó sẽ làm theo hình cánh quạt này, đó, và nó sẽ tương ứng với cái đầu này là 3 búa. Đó. Thì bắt đầu từ cái đời mà DDL á, thì nó đã làm lên 3 búa rồi các bạn. Nó riêng đối với dòng Hitachi thôi nha, chứ còn Makita thì vẫn là cơ chế 2 búa bình thường thôi. Đó, thì đó, mình sẽ cho một ít dầu máy vào cái này cho nó trơn đó. Trong này là nó sử dụng bằng đàn đũa nha các bạn. Đợt trước mình có làm một con rồi, các bạn muốn biết cái bậc đàn đũa như thế nào thì các bạn cứ quay lại mà xem. Chứ còn bây giờ mình mở ra cho các bạn coi nữa chắc nó tới khuya. Rồi mình xịt một ít vào đây nữa. Nói chung mình làm kỹ lắm, những con máy đẹp như thế này thì mình phải làm kỹ nha. Để bởi vì những con máy này mình biết khi bán cho các bạn thì các bạn phải bỏ ra một cái số tiền cực kỳ lớn luôn. Nói chung tiền tương đối lớn để sở hữu một con máy như thế này, thì đòi hỏi là cái người mà bán cho các bạn phải thực sự là bán cho các bạn phải đáng với đồng tiền các bạn bỏ ra, nên phải vệ sinh thật là kỹ. Rồi đây là mình ráp cái đầu búa này các bạn. Rồi mình ráp thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cho một ít mỡ bò. Ít mỡ bò trong này, nói chung các bạn cho vừa đủ thôi nha, tùy các bạn liệu bằng lường, chứ còn bao nhiêu thì mình cũng không biết bao nhiêu mà mình nói cả, quen tay thôi. Mỡ bò nữa các bạn coi rõ đó, bỏ vô. Rồi tiếp theo là tới những cái bánh rèn,
bên răng. Trét vừa vừa thôi các bạn, đừng có trét nhiều nó nặng lắm. Rồi. Ô. Đây, cái phần này nó có cái bánh răng này các bạn. Là nó ướm cái này này. Thì những cái obi này thì các mình cũng cho dầu vào những cái obi này. Nói chung là con này mở ra thì nó đẹp như mới vậy đó. Mình chỉ vệ sinh sơ sơ thôi. Còn và lau chùi dầu mỡ. Đó, đây là phần mà phần đó là phần phần trong nha các bạn. Chứ còn cái phần kia thì bắt buộc mình phải này các bạn, khi các bạn lắp vào thì để khỏi nhầm á, các bạn lưu ý trên cái đầu DLL nó có cái cục sắt này. Cái đầu búa DLL nó có cục sắt này, các bạn xoay cái cánh quạt sao cho nó vuông góc này. Xoay cái hai cái này sao cho nó vuông góc là đúng. Có nhiều bạn mở ra lúc lắp vào lay hoay nên như thế này là tương đối rồi đó. Xíu nữa các bạn bỏ vô cái bệnh chỉnh một lần nữa là được. Rồi tiếp đến là mình vỏ này các bạn. Các bạn coi cặp vỏ này. Để mà tìm được một con máy như thế này ở bãi thì cực kỳ khó nha các bạn. Ý là DDL thì dạo này hàng bãi cũng có, cũng tương đối chứ không có hiếm lắm, nhưng mà để một con máy được đẹp như thế này thì hơi căng. Đây là DDL2 này. Đó, tem thì nó hơi hơi bị rỗ một xí. Nó bị trầy các bạn. Đó, cái này thì hàng bãi thì phải chấp nhận nha các bạn. Chứ còn anh em mà muốn mới ken sao ban thì mua hàng mới thôi, chứ còn hàng bãi thì nó không bị này nó cũng phải bị một cái kia, chứ không bao giờ mà nó gọi là liền là 100% được. Nó chỉ mình đánh giá khoảng 90% đồ vậy đổ lại thôi, chứ còn hàng bãi thì nói chung mình đánh giá trong giới hàng bãi, các bạn hiểu như vậy. Rồi. Đó, tiếp đến là các bạn dùng cái nửa không tem. Đây này. Và đây là cái motor của nó các bạn. Để mình nên nói về cái motor Brushless một chút. Motor không chối than á, mình thấy nó cảm thấy nó ngược với cái motor có chối than. Ấy là mình đang nói về cái động cơ thôi nha. Đây là motor không than này các bạn. Ai chưa biết thì coi cho biết. Motor không than thì nó thường thường nó dùng cái dây quấn ở bên ngoài. Đối với cái những cái dòng máy điện á thì thường thường là cá rô và stator nó đều là cuộn dây hết các bạn. Mà cái còn đối với những dòng máy pin á, thì thường thường người ta đối với máy pin á, mà máy có than á, là người ta sẽ cái rô á, là người ta quấn dây, còn cái từ á, từ ngoài, còn cái đây người ta làm ngược lại là cái từ á, là từ trong, mà rô á, mà stator là người ta quấn dây đó. Mà cái từ này cực kỳ khỏe luôn nha, cái từ này cực kỳ mạnh luôn, nó cái nâng được cái đầu lên luôn này, nó mạnh lắm, cực kỳ mạnh luôn. Với vậy nó mới tạo ra một cái lực từ trường mạnh cho dòng bullet như là như vậy. Đó, con motor này các bạn nhìn đi, nó đẹp long lanh nha các bạn. Đó. Những chọn motor mà được những cái con motor như thế này thì rất là quý nè. Kim loại nó sáng trưng thôi, dây đồng dây đồ là chưa có bị vấn đề, dây nhựa của nó là còn zin 100% nha các bạn, không có dấu hàng dấu mối gì cả. Cò kiết này, đèn đuốc rồi đó. Đó, nói chung là đẹp, nói chung mình đánh giá con này là quá đẹp luôn. Đó, rồi các bạn tiến hành lắp, thì trước khi lắp thì các bạn vệ sinh lại cái này chút, đừng cho bụi bẩn gì hết, và lưu ý là nhỏ một xíu dầu vào cái bật đạn này đó, cho nó ăn vào trong đó. Rồi đưa vào rồi tiến hành lắp vô thôi. Lắp thì đơn giản mình biết rồi, nó đơn giản, với có nhiều bạn không biết thì nó cũng hơi cực nha các bạn, cũng không. Nè, đầu tiên á, ráp á, là ráp cái đèn trước, cái đèn này
Các bạn thấy rõ không hả? Đó, cái đèn cái mình đưa sẽ đưa vào trước. Nói chung làm thì vừa làm vừa quay phim thì nó hơi cực. Các bạn không rành á thì khi mà mở ra thì chụp hình lại. Chứ nó không có khó nhưng mà nó lại rất nhiều khi mình không quen các bạn. Nó lại phát sinh. Có nhiều khi mình mở một con máy mà hồi xưa mới mới làm. Mở một con máy mà mở ra thì có 5 có 1 phút à, mình ráp mình phải 2 3 tiếng đồng hồ. Do quên á. Nó không khít. Mà đối với máy pin máy đồ này thì nó gọi là nó chính xác tới từng cái mm luôn, từng cái mi nhỏ hơn mm nữa. Và chính xác tuyệt gọi là tuyệt đối, thì còn nó chỉ cần một xíu lệch là nó đã không chạy rồi. Nói chung là làm không thì nó đơn giản nhưng mà có cái máy quay trước mặt mình nó cũng cực lắm các bạn. Làm không thì đơn giản rồi mà quay phim vừa làm cho quay phim cho bạn coi rồi làm thì nó hơi hơi khó. Đó, sau một hồi loay hoay thì mình cũng ráp được, ráp xong. Này, rồi đưa đưa cái chiều. Dòng máy không thang thì nó cái chiều tải nó không phải nằm trên cò nha các bạn. Dòng máy không thang chiều tải là nó nằm trên cái bo mạch này. Nói chung là nó đi không phải theo cái dây cò. Cái dây cò nó chỉ tức ngăn là một cái gọi như cái remote là nó mở thôi, nó đóng mở. Đó, như thế này là cơ bản rồi đó các bạn. Rồi. Tiếp theo là tiếp theo là đóng cái nắp này lại thôi. Đó, đóng nắp về lại. Đóng nắp thì các bạn canh ở dưới đít này nó có một cái ron cao su này. Thì khi đóng thì lưu ý là đóng. Đó. Đóng cho nó xịt cho nó khít thì nó mới vô. Và nó đẹp nữa, chứ còn đóng bậy bậy này nó không vô mà nó lâu lắm, nó mệt lắm. Rồi, vậy là đẹp. Vừa rồi đó các bạn. Rồi. Mình lắp đúng thì nó dễ lắm, nó vô một cách đơn giản lắm. Còn lắp sai thì nó cắn đầu này cắn đầu kia mệt. Đây là mình lắp đó. Rồi, xong các bạn. Đó. Xong rồi tiến hành bắt vít thôi. Vít thì các bạn thích bắt bằng gì cũng được, tay máy gì thì các bạn cảm thấy nào tiện thì các bạn lắp thôi. Mình thì mình cái đây mình thì mình dùng máy máy mình bắt cho lẹ. Đáng lẽ là mình làm cái video mình vệ sinh luôn á, nhưng mà tại vì cái lúc mình làm nó dơ giấy nhiều thứ lắm. Mình làm biết các bạn. Chứ không mình cũng cố gắng mình. Lúc làm thì nó dơ giấy nó cực nên mình không có. Rồi thiếu con ốc. Đó thì làm nói chung không để ý thì nó này bây giờ mình không để ý mình quên bỏ con ốc này vô các bạn. Đó, bây giờ phải mở ra bỏ vô lại này, nó mệt lắm. Đó, rồi cực lắm.
Rồi. Video mình nó chi tiết quá thì nó hơi dài nha các bạn. Tại vì mình làm chi tiết quá. Rồi và một lưu ý mình nhắc các bạn á. Đây là mình có như mình nhắc tới chứ còn gọi là mình chỉ giáo chia sẻ thì mình đừng các bạn đừng nghĩ như vậy nha, tụi mình lắm. Đó, thì khi mà các bạn lắp xong á thì các bạn đừng có vội mà bỏ pin vô, các bạn dùng một cái tua vít hoặc là một cái gì mà lục giác á, đút vô này này, xoay. Xoay mà cảm giác nó nhẹ á, là các bạn đã làm không bị cấn rồi đó. Chứ các bạn mà rồi sau đó mới hay lắp pin vào. Chứ các bạn mà vội vàng mà lỗ pin vào mà nếu mà nó bị cấn hay bị gì trong này á, nó đi luôn cái motor của các bạn nha. Đó là mình chia sẻ. Tại vì có nhiều anh em cũng chỉ mình như vậy. Nên mình biết như vậy là mình chia sẻ lại cho các bạn. Rồi, lắp chụp vào thôi. Con này thì cái đó như vậy là đã xong rồi các bạn, cuối cùng là chỉ còn cái móc nữa thôi. Bỏ móc nữa là xong. Đó, các bạn nhìn đi, nhìn lại đi. Đẹp lắm. Rồi, khi mà xong rồi đó thì bỏ pin vào này. Bỏ pin vào bóp cò thôi. Lật này. Một này. Yếu này. Hai này. Ba này. Và 4 là chế độ auto. Con máy này rất là êm luôn các bạn. Một số anh em mà hay gọi vui nó là êm, gọi là êm như chó thở, là êm như thế này nè các bạn, êm ru thôi. Đó. Các bạn nhìn này, ai thích thì cứ đặt hàng mình nha, mình bán vẫn bán nha các bạn, báo giá luôn con này 2,6 triệu đó, và bao cho các bạn đầy đủ chức năng là full hết, không đến zin từng cái mạch luôn nha các bạn. Bao pin này các bạn. Đó, thì đi đi theo cái đây là một con vít. Còn đi theo cái bộ này nó có một con bộ lông các bạn. Đây là con bộ lông mà hai con này là ra đời một thời này. Đó các bạn coi. Thì ai mà nhớ nhu cầu đặt mua bộ lông á thì con này là hợp lý này. Con này là 18 nha các bạn, không phải 14 nha. Tại vì hiện tại mình có một bộ cục pin 18 này. Mình chỉ có một cục pin 18 này, mình bỏ đỡ pin 4 thôi. Ừ, bỏ pin 36 này. Đó. Đó, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ, con này mã nó là VKH18DBL2. Con này thì đẹp cực kỳ rồi. Đó. Em gọi là em như chó thở các bạn. Nói vui nha. Rồi, video hôm nay thì tới đó đó. Bao nhiêu đó thôi, mình có gì mình chia sẻ được thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hết. Chào tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình trong thời gian qua. Đó. Ai có nhu cầu thì liên hệ mình.